Điều gì sẽ xảy ra khi Diêm Vương, Diêm Hậu, Phán Quan, Ngưu Đầu, Mã Diện bước vào thế giới hiện đại? Những kỳ án xưa, những câu chuyện dân gian nổi tiếng được đặt trong bối cảnh thế kỷ 21, lồng ghép những vấn đề thời sự nóng hổi qua lăng kính hài hước. Những tình huống hồi hộp, gay cấn. Quang cho trương bà, ức cho trương bà quá mà. Thần tiên mà phạm tội, phải xử như là thứ dân. Nhốt tôi vào ngục làm chi? Để tôi muốn vô lúc nào thì vô, mà muốn ra lúc nào thì ra. Hoa là phải thưởng hoa, phải ngắm hoa. Tự nhiên đi ra vườn hửi hoa. Ông mẹ nó bắt đầu bắt đầu bắt đầu bắt đầu. Diêm Vương Sự Án, tập 2, án oan chương 3, lúc 21 giờ thứ năm, ngày 14 tháng 5 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1.